buổi chiều tuyệt vời tại sân bóng An Dương, và trước mắt chúng ta sẽ là trận thi đấu cuối cùng của mùa giải bóng đá giao hữu Onin năm 2022 năm nay. Và hai đội bóng thi đấu ở trận chung kết ngày hôm nay sẽ là đội bóng Phan Đình Phùng FC và đội bóng Đông Anh FC. Một giải bóng đá giao hữu cực kỳ ý nghĩa. Và với 8 đội bóng thi đấu thì đây đã là trận thi đấu cuối cùng. Và sau 90 phút ở sân bóng An Dương, chúng ta sẽ xác định được nhà vô địch năm nay. Và để tiện cho quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được điểm những cái tên ra sân của cả hai đội bóng trong trận đấu chung kết ngày hôm nay. Bên phía đội bóng Phan Đình Phùng FC, họ sẽ ra sân với những cái tên như sau. Cao thủ số 3 Phong Vũ, số 5 Bình Giáp, số 6 Ninh Tô, số 7 Thanh Tuấn, số 10 Đức Ali, số 13 là Quân Ivan, số 17 Long Bô Lì, số 18 Vinh Vịt, số 26 Trung Bolero, số 38 Hải Bún, số 72 là Quyền Tàu, số 91 Trùng Khánh. Và huấn luyện viên của đội bóng Phan Đình Phùng là ông Đỗ Đức Thành. Ngày hôm nay trong trận đấu chung kết này, bên phía đội bóng Phan Đình Phùng sẽ ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ và bảo vệ phần sân bên tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Phía bên đối diện, các cầu thủ Đông Anh sẽ ra sân với những cái tên như sau. Cao thủ màu số 3 Ngạn Tokuda, cao thủ số 4 Tứ Thổi, số 5 Đoàn Phi Công, số 6 Hiệp Chuỗi, số 1 là Anh Gia V, số 16 Cẩm Min, số 70 là Đỗ Hường, số 71 Thuận Jambo, số 72 là Văn Phú, số 74 là Hùng Thái và số 76 là Doãn Thi. Các thủ Đông Anh sẽ ra sân trong trang phục áo trắng xanh. Và trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Tiến Trọng. Như đường bóng đầu tiên của trận đấu này. Tình huống tranh chấp của hai thủ trên sân. Cầu thủ Phan Đình Phùng đang chủ động cầm bóng, một đường mở bóng dài. Hùng Thái là thủ môn bên phía Đông Anh. Vẫn là cầu thủ Đông Anh, đây là Đoàn Phi Công. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía Đông Anh. Đường mở bóng dài, rất hay. Vẫn là Đoàn Phi Công. Trọng tài xác định đã có lỗi của Hải Đoàn, đá phạt lên dành cho cầu thủ Phan Đình Phùng. Thủ môn của Phan Đình Phùng ngày hôm nay là thủ thành Vinh Vịt. Chí Vinh, cầu thủ màu số 18. Đây là Phong Vũ. Phong Vũ huyền thoại Phan Đình Phùng. Một huyền thoại của Phan Đình Phùng. Vẫn là Phong Vũ. Sớm nào. Phản công dành cho cầu thủ bên phía đội bóng Đông Anh. Rồi. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ thành bên phía Phan Đình Phùng. Đông Anh cố lên. Phong Vũ. Đây là Ninh Tô. Ninh Tô sẽ lãnh nhiệm trọng trách đeo chiếc băng đội trưởng của cao thủ bên phía Phan Đình Phùng. Và bên phía Đông Anh chúng tôi thấy sự xuất hiện của Long Thổi. Có lẽ là anh đến sân về sau và anh sẽ vào sân ngay thôi. Đưa bóng vào. Vẫn là cầu thủ Đông Anh. Dứt điểm ngay. Tình huống dứt điểm không chuẩn xác của cầu thủ màu số 71 đó là Thuận Giang Bồ. Mình vừa đến là cũng
góc rồi. Tốt. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ thành Vinh Vịt. Đây là Phong Vũ. Vinh Vịt. Trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ Đông Anh. Người vừa phạm lỗi là Ngạn Tukuda. Đá phạt nhanh. Bóng đã được phá lên. Đây là Trung Tàu. Rất tốt. Đường cắt bóng tỉnh táo đến từ vị trí của số 3 Phong Vũ. Vẫn là cầu thủ Đông Anh. Tứ Thổi. Đường chuyền hợp lý. Đường chuyền quá sâu của Thủy Văn Đài. Những phút thi đấu đầu tiên là rất hấp dẫn. Đường chuyền. Đã có lỗi niêm biên của các thủ bên phía đội bóng Phan Đình Phùng. Và sẽ có một tình huống ném biên dành cho thủ Đông Anh. Đánh đầu. Tình huống áp sát của Thái Đoàn. Và chỉ có một tình huống phát bóng lên dành cho Vinh Vịt. Ninh Tô. Vẫn là cầu thủ Văn Đình Phùng. Rất chậm rãi. Vừa rồi là Bình Giật. Bình Giật em ạ, gọi là Bình Giật. Đường cắt bóng rất tốt của Tứ Thôi. Vẫn là các thủ áo đỏ. Phối hợp rất tốt. Đường chuyền. Dứt điểm ngay. Một tình huống dứt điểm đầu tiên của trận đấu này. Trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ Phan Đình Phùng. Người vừa bị phạm lỗi là cầu thủ má số 71 Thuận Jambo. Thuận Jambo là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của cầu thủ Đông Anh 95-98 trong trận đấu ngày hôm nay. Người phạm lỗi với Thuận Jambo đó là số 6 Ninh Tô. Đó là một tình huống đá phạt rất nguy hiểm dành cho các thủ bên phía Đông Anh. Có lẽ người thực hiện sẽ là Thi Văn Đài. Thi Văn Đài, bóng không qua hàng rào. Quyền tàu. Phản công dành cho cầu thủ Phan Đình Phùng. Vẫn còn. Không liệt vị. Vẫn còn. Đây là Bình Giật. Đưa bóng vào. Cơ hội đây rồi. Không vào. Tình huống áp sát không thành rất hay của cầu thủ bên phía Phan Đình Phùng. Vẫn là cầu thủ áo đỏ. Bóng đã vừa được phá trên vạch vôi của cầu thủ Đông Anh. Và người vừa phá bóng đó là Ngạn Tokuda. Rất hay, trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Để mất bóng nguy hiểm. Cơ hội phản công dành cho cầu thủ Đông Anh.
Tình huống xử lý cũng thuận ra bộ. Thì Văn Đại chuyển bóng bổng rất tốt. Đó là Hưng Robert. Vẫn là số 70. Bình tĩnh, đẩy luôn đi. Kéo đằng sau. Uống chờ bóng. Trọng tài Tiến Trọng xác định đã có lỗi của cầu thủ Đông Anh. Đá phạt lên dành cho cầu thủ Văn Anh Phùng. Đâu khởi động đi. Tôi anh cho chút cầu bóng được đây. Đưa vào tay Phú. Phòng Vũ. Phú đã vị trí nó không rồi. Vẫn là cầu thủ áo đỏ Phòng Vũ. Thành Trung, Trung Bolero, vẫn là số 26, đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Đông Anh. Người vừa có hướng phạm lỗi đó là Đoàn Phi Công. Vẫn là cầu thủ bên phía Đông Anh. Cầm Min. Đội tuyển nguy hiểm. Vừa rồi là được chuyền về rất nguy hiểm của Ninh Tổ. Nhưng rất may thì thủ thành bên phía Phan Đình Phùng đã có một tình huống thi đấu tỉnh táo. Như vậy là Long Thổ đã được tung vào sân. Đúng như chúng tôi vừa cập nhật thì Long Thổ của thủ môn số 100 đã có mặt ở trên sân. Long Thổ là một cầu thủ rất nổi tiếng của Phủ Hà Nội. Và sau khi vào sân chúng ta cùng chờ xem cái kèo trái của cầu thủ số 100 sẽ thể hiện như thế nào. Hoàng Vũ. Rất tốt. Long Thổi. Chân phải. Đường truyền khá mạnh. Và thế anh đã không thể theo kịp bóng trong tình huống vừa rồi. Vẫn là các cầu thủ bên phía bóng Phan Đình Phùng. Rất khó để có thể qua được chốt trận Ngạn Tokuda. Ngạn Tokuda trong những phút đầu tiên đã có một tình huống phá bóng ngay trên vạch vôi. Trung vệ thép số 3 bên phía Đông Anh đang là chốt trận thực sự là vững chãi trước khung thành của thủ thành bên phía đội bóng Đông Anh 95-98. Chúng ta đang được theo dõi hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu giữa đội bóng Phan Đình Phùng FC và đội bóng Đông Anh FC trong khuôn khổ giải bóng đá giao hữu Onin năm 2022 khóa 95-98 Hà Nội, và tỷ số vẫn đang là không đều. Phong Vũ được mở bóng của Long rồi, bất tốc đánh đầu ngay. Vừa
vừa rồi thì Thuận Giang Bồ đã chọn cách là đánh đầu ở một tình thế rất khó. Bình Giật, những pha giật của Bình Giật được chuyển rất khó với tình huống di chuyển xuống biên của Quyền Tàu. Tình huống phạm lỗi của Long rồi. Người bị phạm lỗi là số 26 Trung Bolero. Được chuyện. Vẫn là Ngạn Tokuda cùng một tình huống cắt bóng thành công. Như vậy đã có một chiếc thẻ vàng dành cho số 26 bên phía đội bóng Phan Đình Phùng. Đó là Trung Bolero. Sau tình huống phạm lỗi thì Trung Bolero đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Không thôi. Rất tốt. Trung Bolero. Đá phạt nhanh. Xuống biên. Ninh Tô. Cánh phải đang là Phong Vũ. Tình huống chuyền bóng rất nguy hiểm và đấy sẽ là cơ hội phản công dành cho thủ Đông Anh. Thuận Giang Bồ. Đóng rồi. Vẫn là số 100. Che chắn bóng rất tốt. Rất khó cho Ninh Tô. Vẫn còn. Đây là Thi Văn Đại. Đường chuyền vào quá sâu. Long Bô Lì. Đường chuyền của Thăng Long. Rất khó cho Quyền Tàu. Và sẽ có một tình huống ném biên lên dành cho thủ Đông Anh. Đường chuyền của Tứ Đồi. Đây là Thi Văn Đai. Sáng chạy của một cầu thủ rất nổi tiếng ở Ngoại hạng Anh, đó là Virgil van Dijk. Đường chuyền. Đóng rồi. Đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ Nguyễn Gia Thiểu. Và đây sẽ là một cơ hội dành cho cái kèo trái của số 100 bên phía đội bóng Đông Anh 95-98. Và sẽ là một cơ hội rõ ràng với cái chân trái của số 100 bên phía Đông Anh 95-98. Chúng ta sẽ cùng chờ xem với đẳng cấp của mình thì Long Thổi sẽ thể hiện như thế nào trong pha bóng này. Ở thời đỉnh cao của mình thì những tình huống đá phạt như thế này Long Thổi rất khó có thể bỏ lỡ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Long Thổi rất căng. Trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ Đông Anh. Nhưng chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Tình huống xuất phạt bằng chân trái rất tốt của số 100 bên phía Đông Anh. Và Vinh Vịt đã có một tình huống cản phá thực sự là xuất sắc. Và sau tình huống này thì Vinh Vịt đang bị đau. Tình huống sút phạt rất khó chịu của số 100 bên phía Đông Anh.
Đường chuyền. Anh Tô. Xin lỗi, đó là Bình Giật. Vẫn là cao thủ bên phía Phan Đình Phùng. Đường chuyền. Đường chuyền của Cầm Minh. Đường chuyền vừa rồi là của Tứ Tội. Đã có lỗi ném biên của cao thủ bên phía Phan Đình Phùng. Trung Bolero đã có hơn một lần ném biên lỗi trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là tình huống ném biên dành cho thủ đô Anh. Đợt thay Trung Bolero. Đường chuyền của Ninh Tô. Đã có lỗi của số 6 bên phía Đông Anh, đó là Hiệp Chuỗi. Đường chuyền của Long Lui. Vẫn là cầu thủ Phan Đình Phùng. Đường chuyền của Bình Giật. Trọng biên. Đức Ali. Tình huống theo bóng không thành công của Cao Đức. Tình huống điểm mất bóng của quân Ivan. Đường số 13 đã làm chủ lại được tình hình. Như vậy bên phía cầu thủ Đông Anh đã có sự thay đổi người. Người vào sân sẽ là số 22 Tân Hiếp. Chúng tôi vẫn là cầu thủ Đông Anh. Đường chuyền Long Tội. Đường chuyền không thành công của Thế Anh nhưng vẫn thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Đông Anh. Đường chuyền vừa rồi là của Thi Văn Hải. Rất khéo. Vẫn là cầu thủ bên phía đội bóng Phan Đình Phùng. Rất thoáng. Bóng đến với chân của Phong Vũ. Bình Giật. Tình huống phá bóng trượt của Tuấn Gokuda. Đây là cả Min, Long Tôi. Đường chuyền rất hay. Vẫn còn Tuấn Giáp Bù. Tình huống xử lý của số 71 bên phía Đông Anh. Vẫn còn. Lần này thì bóng đã được phá lên ở vạch vôi của cầu thủ Phan Đình Phùng.
Vừa rồi dường như là tình huống cứu thua của Trung Bolero. Đã có những sự ăn miếng trả miếng đến từ cả hai bên trong trận đấu ngày hôm nay. Và cái duyên vẫn chưa đến với tiền đạo của cả Phan Đình Phùng 9598 cũng như là đồng hành 9598. Có lẽ các cầu thủ cần phải sắc sảo hơn trong những tình huống dứt điểm của mình. Rất khỏe. Đức Ali vẫn là cầu thủ bên phía Phan Đình Phùng. 24. Đường chuyền. Rồi là đường chuyền của Cẩm Minh, long tối. 1-2. Cẩm Minh, đường chuyền rất tốt. Lại là Giang Bô di chuyển xuống. Nhưng vừa rồi thì Ninh Tô đã có một tình huống phòng ngự tuyệt vời. Thêm một tình huống ném biên sai luật nữa của cầu thủ bên phía Đông Anh. Quân Ivan đã gặp phải vấn đề ở cái chân trái của mình. Như vậy là Quân Ivan, cầu thủ mang áo số 13 đã cần phải có sự chăm sóc của nhân viên y tế. Ném biên của cầu thủ Phan Đình Phùng. Rất tốt. Cơ hội dành cho cầu thủ Phan Đình Phùng. Đường chuyền vừa rồi là của cầu thủ ma số 77 Quyền Tàu. Nhưng rất tiếc Đức Ali đã không thực hiện thành công tình huống dứt điểm của mình. Và chỉ có một tình huống phát bóng lên dành cho Thái Dối. Đấu thực sự là một trận chung kết rất hay. Hai đội đang thi đấu cân bằng, ăn miếng trả miếng. Và sẽ có một tình huống đá phạt dành cho thủ Đông Anh. Có lẽ lại thêm một tình huống treo bóng vào nữa. Sẽ là một tình huống treo bóng lên của cầu thủ bên phía, nhưng đó là đường chuyền. Lần này thì tình huống đá phạt đã gần hơn rồi. Bóng nằm ở chính giữa khung thành của thủ thành bên phía đội bóng Phan Đình Phùng. Và chúng ta một lần nữa lại sẽ được chứng kiến một tình huống đá phạt của Long Thổi. Long Thổi và Tân Híp sẽ đứng trước quả phạt này. Long Thổi! Bóng chạm một cầu thủ Phan Đình Phùng và đi hết đường biên. Sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ bên phía Đông Anh. Đi
Thì có một tình ném biên lên dành cho các thủ bên phía Phan Đình Phùng. Xuống ngay. Đúng rồi, từ rất xa. Lại là số 100 bên phía đội bóng Đông Anh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Dứt điểm từ rất xa và thực sự là khó. Rất khó có thể ghi bàn ở khoảng cách này. Tình huống phát bóng lên của Vinh Vịt. Xong rồi. Đây là Thế Anh. Tình huống trượt chân của số 5 bên phía Đông Anh FC đó là Đoàn Phi Công. Nhưng đó là tình huống xử lý không thành công của dường như là Khánh Sky. Vẫn là Long Thôi. Một pha bóng rất mạnh của Phong Vũ. Tình huống phạm lỗi rất thô của quân Ivan. Và thêm một tình huống nữa, các cầu thủ bên phía Đông Anh sẽ có một tình huống dàn xếp treo bóng. Nhưng lần này thì Long Thổi đã di chuyển vào trong. Đường treo bóng sẽ được nhường lại cho Thi Văn Đài. Thi Văn Đài. Tấn Hiếp. Từ rất xa. Ôi! Nhưng trọng tài xác định vừa rồi thì tiền đạo bên phía Đông Anh đã rơi vào thế liệt vị. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường truyền rất hay. Nhưng Thuận Giang Bồ đã ở trong tư thế liệt vị. Còn Ivan. Tình huống phạm lỗi của Ivan này. Tình huống về vị của Thuận Jambo mới là tình huống về vị thứ hai ở trong hiệp 1 của trận đấu này. Tình huống phạm lỗi của Thi Văn này. Phút thứ 33 trận đấu giữa Phan Đình Phùng 95-98 và cầu thủ Đông Anh 95-98, tỷ số vẫn đang là không đều. Đây là quân Ivan, rất hay. Long Boli. Vẫn là Long để mất bóng nguy hiểm. Đây là Cầm In. Nhưng bóng lại thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ bên phía Phan Đình Phùng. Quân Ivan. Đây là Hải Bún. Quyền Tàu. Quyền Tàu đã hơi chậm trong tình huống vừa rồi. Tấn Hiếp. Tình
huống theo bóng rất nhiệt tình của Quyền Tàu. Đây là Trung Khánh đưa bóng vào, bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ thành Trung Thái. Thực sự là một trận đấu chất lượng của hai đội bóng trong buổi chiều ngày hôm nay. Những tình huống xử lý lần thứ 3 trong trận đấu này. Đó là lần thứ 3 mà Trung Bolero đã thực hiện một tình huống ném biên có lỗi. Trường Robot. Hai bút. Xử lý rất mềm dẻo. Đường truyền của Bình Giật. Đường số 10 Cao Đức đã không chế bóng thành công. Thứ rồi. Và đúng này, trọng tài Tiến Trọng đã nổ còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Trận đấu giữa Phan Đình Phùng FC và đội bóng Đông Anh FC. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ giải bóng đá giao hữu Oninon năm 2022. Niên khóa 95-98 Hà Nội. Hai đội tạm rời sân với tỷ số hòa không đều. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi quay lại trở lại với hiệp 2 của trận đấu này. We'll be right back.
Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân bóng An Dương.
để đón xem hiệp 2 trận đấu chung kết giải bóng đá giao hữu Oninon năm 2022 liên quan 9598 Hà Nội. Và hai trận đấu này, và trận đấu này hai đội bóng bên phía Phan Đình Phùng và Đông Anh vẫn chưa thể tìm đường đến khung thành của đối phương, và họ sẽ bước vào hiệp 2 với tỷ số là 0-0. Đây là Hải Bún. Ở hiệp 1 thì đã có hai tình huống uy hiếp khung thành của cả hai bên, nhưng lần lượt Trung Bolero cũng như là Ngạn Tokuda đã phá bóng chân vạch vôi và từ chối bàn thắng của đối phương. Và chúng ta cùng chờ đón những tình huống hấp dẫn hơn ở hiệp 2 này. Vừa rồi là tình huống xử lý của Chiến Binh. Cầu thủ cũng đã có mặt ở hiệp 2 ở trên sân. Rất tốt, đó là Min. Thế Anh đã không thể khống chế bóng thành công. Đường băng lên rất tốt của Tân Hiệp. Từ rồi. Đường chuyền của Từ rồi. Thế Anh. Đây là cả Min. Đó là Cẩm Vin. Đường chuyền lên. Đã có tình huống liệt vị của số 71 Thuận Jambo. Thuận Jambo ở vai này vẫn thi đấu cao nhất trên hàng công của cầu thủ Đông Anh. Long Boli. Vẫn là Long Bô Ly. Xoay người rất tốt Long Bô Ly. Làm gì đây? Đường chuyền. Rất có cho tình huống băng xuống của số 77 Quyền Tàu. Hùng Thái sẽ có tình huống phát bóng lên. Thầy vẫn xác định trận đấu vẫn được tiếp tục. Giật thầy. Phản công dành cho cầu thủ bên phía Phan Đình Phùng. Không có gì nguy hiểm với khung thành của thủ thành Hùng Thái. Phần giam bộ rất khéo. Thế Anh. Đường chuyền. Đóng tới. Tình huống áp sát của số 100 bên phía Đông Anh 9598. Đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Đông Anh. Người vừa bị phạm lỗi là Ninh Tô. Thuận Giang Bô. Thế Anh. Không có gì nguy hiểm trước khung thành của Vinh Vịt. Tình huống kèm bóng có lỗi của Thuận Tokuda. Mấy lần rồi? Bình giật.
Đây là Hải Bún. Dứt điểm từ rất xa. Cú ra chân của số 38 bên phía Phan Đình Phùng. Phần bóng của các cầu thủ bên phía Đông Anh. Tình huống phạm lỗi của các cầu thủ bên phía Phan Đình Phùng. Bin. Đã có tình huống phạm lỗi và sẽ có tình huống đá phạt lên dành cho thủ Phan Đình Phùng. Đường chuyền rất tốt. Vẫn là cầu thủ áo đỏ. Vẫn là cầu thủ Đông Anh. Đường chuyền hội dành cho cầu thủ Phan Đình Phùng. Không có lỗi của cầu thủ Đông Anh và đây là tình huống phản công. Đường chuyền còn Giang Bô. Bóng đã đi hết đường biên. Đường chuyền của Ngạn Tú Đa. Đưa bóng lên là quá mạnh. Đúng với tính chất căng thẳng của một trận thi đấu chung kết, cả hai đội vẫn đang thi đấu nhiệt tình, nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến với cả hai đội. Như vậy là số 98 Tiến Nam, Nguyễn Tiến Nam sẽ được tung vào sân. Bóng tối. Còn Giang Bô. Ba người thành công. Nhưng quân Ivan đã tỉnh táo trong tình huống cắt bóng của mình. Oh!
đang có tình huống phạm lỗi. Những sự cổ động viên rất nhiệt tình của các cổ động viên bên phía Đông Anh. Và lúc này thì đội bóng Đông Anh cũng đang đưa ra những tình huống uy hiếp khung thành của Phan Đình Phùng. Nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến với các cầu thủ áo xanh trắng. Đường chuyền. Bóng lên rất tốt. Đường chuyền. Đường chuyền của Giang Kaka. Rất tốt. Nhưng đường chuyền đã bị cắt bởi 24. Đường phá bóng lên của Hùng Thái. Đây là Thế Anh. Vẫn là Thế Anh đưa bóng vào. Đường đưa bóng vào quá mạnh của số 11 bên phía Đông Anh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống dọc biên rất tốt nhưng đường truyền vào lại quá mạnh của Thế Anh. Cảm ơn. Thế Anh. Đóng tới. Không hề lên vị. Vẫn là cầu thủ Đông Anh. Rất hay. Đó là tình huống phòng ngự thành công của Ninh Tô. Ngạn Tokuda. Ôi, Toàn ơi! Ôi! Đẹp đấy! Vẫn còn! Nhưng lần này thì đã liệt vị rồi! Các cổ động viên bên phía Đông Anh đã chuẩn bị cho một tình huống lao vào sân để ăn mừng! Chúng ta cùng xem lại tình huống này! Số 71 bên phía Đông Anh đã có một tình huống phát xuống và dứt điểm về góc xa. Nhưng rất tiếc trong tình huống này, cầu trọng đã từ chối đi bàn thắng của Thuận Giang Bồ. Tình huống chuyền bóng rất hay và cũng thoát xuống của số 71 Thuận Giang Bồ cũng là rất tốt. Các cầu thủ viên bên phía Đông Anh thì chuẩn bị vào sân để ăn mừng rồi. Nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến với các thủ áo xanh. Và hai đội sẽ tiếp tục thi đấu với tỷ số là 0-0. Rất hay. Tân Hiệp. Đây là Thế Anh. Rất hay. Cầm Minh. Đây là Thi Văn Đại. Đường chuyền. Tình huống chuyển bóng rất mạnh của cầu thủ bên phía Đông Anh. Nếu như thả cái bóng nhẹ một chút nữa thôi thì rất hay nếu mà với cái đà của Thuận Giang Bồ băng xuống. Đường chuyền vừa rồi là của Thạch Phốt. Một biệt danh khá hay của Thạch Phốt. Không biết anh đã phốt gì mà người anh em bên phía đội bóng Đông Anh lại đặt cho anh cái tên là Thạch Phốt. Thì vào đây.
đã có lỗi của cầu thủ bên phía Phan Đình Phùng. Giang Kaka. Tình huống chèo bóng rất mạnh của Thi Văn Đài. Trọng tài xác định bóng đi hết đường biên và sẽ có tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ bên phía Phan Đình Phùng. Tranh chấp có rồi, nguy hiểm có rồi, cơ hội cũng đến rồi, nhưng bàn thắng thì vẫn chưa mỉm cười với cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Rất hay. Tình huống xử lý của số 16 Nam Dâu. Đường chuyền của Ninh Tô. Đường chuyền Nam Dâu. Vẫn là cầu thủ áo đỏ. Đây là Long. Vừa rồi là Long Boli. Vẫn còn. Quang người thành công. Trọng tài xác định không có tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Đồng Anh. Còn Giang Bô. Bóng không đến với cái chân của Long rồi. Nghĩa Cử. Được chuyền. Được chuyền vừa rồi là của Quyền Tàu. Nam Dâu. Bóng đã được phá lên. Đây là Long rồi. Phản công dành cho cầu thủ Đông Anh. Bình Giật đã lùi về rất nhanh. Tân Hiệp. Thi Văn Đài. Dứt điểm ngay. Tình huống dứt điểm táo bạo của Nguyễn Doãn Thi. Thi Văn Đài, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thi Văn Đài đã có một tình huống vút bóng rất nguy hiểm. Và trong tình huống này, thủ thành bên phía Phan Đình Phùng đã thi đấu tập trung. Đá phạt góc dành cho cầu thủ bên phía Đông Anh. Chết rồi. Đánh đầu. Vẫn còn. Thêm một tình huống đá phạt góc nữa dành cho cầu thủ bên phía Đông Anh. Rất hay. Những phút thi đấu bùng nổ ở hiệp 2 này. Được chuyền. Tình huống đánh đầu của Thuận Giang Bồ. Tình huống bỏ bóng rất hay của Ngạn Tokuda. Tình huống bỏ bóng lừa 200 cổ động viên của bên phía Đông Anh. Và đây là cơ hội. Bóng người lên vị. Được chuyền. Khá khó hiểu trong tình huống vừa rồi và đây là cơ hội phản công của Văn Đình Phùng. Nghĩa Cử. Đang Ca Ca. Thế Anh. Cẩm Minh.
Đây là Thuận Nam Mô. Vẫn là Thế Anh. Cả Min. Tân Hiếp. Qua người rất hay. Vẫn là Tân Hiếp. Trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ Phan Đình Phùng. Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh đầu. Thêm một lần nữa thì Thuận Nam Bộ lại có cơ hội uy hiếp khung thành của Vinh Việt và đường đưa bóng vào cú đánh gót của số 23 bên phía Đông Anh. Đó là Ngọc Thạch. Tình huống dứt điểm quá nhẹ và cơ hội đã trôi đi. Đây sẽ là một tình huống mà Long Thổi sẽ có lẽ là sẽ đưa ra một tình huống dứt điểm thẳng. Chúng ta cùng chờ xem. Long Thổi. Cú dứt điểm có lực của số 100. Tình huống dứt điểm rất mạnh, nhưng thêm một lần nữa thì thủ thành bên phía Phan Đình Phùng đã tập trung. Thôi, Cẩm Minh. Những tình huống thi đấu phòng ngự rất nhiệt tình của Nghĩa Cử. Không hề có lỗi. Tình huống ném biên của Cường Hói. Vẫn là Cường Hói. Phút thứ 58 của trận đấu giữa Phan Đình Phùng 95-98 và Đông Anh 95-98, tỷ số vẫn đang là không đều. Vẫn là thủ Đông Anh. Cầm in. Phản công dành cho cầu thủ bên phía Phan Đình Phùng. Nam Châu. Đường chuyền của Hải Bún. Thế Anh. Đường chuyền bóng cầu hậu. Không có gì khó khăn với thủ thành Vinh Vịt. Bình giật chuyền bóng cho cầu thủ băng lên bên phía cánh phải bên phía Phan Đình Phùng. Cường Hói. Rất hay. Thêm một lần nữa thì Thạch Phốt đã có một tình huống không hiểu ý đồng đội. Đường truyền là rất khó. Đây là Hải Bún. Nam Dầu đã rơi vào tư thế việt vị. Hậu vệ quân Ivan đã dường như đã chuột rút. Như vậy là còn khoảng 10 phút nữa với những cố gắng của cả hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay.
Đường chuyền, thế anh. Nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì cả hai đội sẽ bước vào loạt thi đấu penalty. Đường thoát xuống của Nam Dầu và như vậy đã có tình huống phạm lỗi, chắc chắn sẽ có thẻ trong tình huống này. Chúng ta cùng xem lại tình huống băng xuống của Nam Dầu. Và Thi Văn Đài đã buộc phải phạm lỗi với số 16 bên phía Phan Đình Phùng. Và đây sẽ là cơ hội dành cho Long Boli cũng như là Nam Bún. Chúng ta cùng chờ xem có thủ Phan Đình Phùng làm gì trong tình huống này. Nam Bún! Tình huống dứt điểm rất tốt của số 38 bên phía Phan Đình Phùng. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm của số 38. Rất hay. Người sút cũng hay mà người bắt thì còn hay hơn. Và trong tình huống vừa rồi thì thủ thành bên phía Đông Anh đã có một tình huống tàn phá bằng những đầu ngón tay của mình. Rất hay cho Hùng Thái. Quả đá phạt góc tiếp theo. Cú đánh đầu phá bóng của Thuận Gia Bồ. Chỉ cần một đội có bàn thắng thôi thì sẽ là rất khó gỡ ở trong thế trận này. Đây là Long rồi. Thẻ vàng dành cho Ninh Tô. Thẻ vàng dành cho số 6 đội trưởng bên phía Phan Đình Phùng. Sẽ là tình huống đá phạt nguy hiểm dành cho cầu thủ Đông Anh. Tình huống treo bóng. Lộn xộn. Bóng đã được phá lên. Đội phản công dành cho Phan Đình Phùng. Nguyễn Long đưa bóng vào. Tình huống đưa bóng vào của Tuấn Nghĩa. Nghĩa Cử đã có một tình huống thoát biên và nhận bóng, nhưng tình huống đưa bóng vào của anh đã được cắt đi bởi một cái bóng áo trắng xanh. Phút 65 của trận đấu giữa Phan Đình Phùng và Đông Anh. Tỷ số vẫn đang là không đều. Phản công dành cho Đông Anh. Còn Giang Bô. Vẫn còn. Tần Hiếp. Cầm In.
để bắt bóng nguy hiểm. Vẫn là cầu thủ Phan Đình Phùng, để bóng quá dài rồi. Nam Châu, Tuấn Nghĩa, quả tạt. Sẽ có thêm một tình huống đá phạt góc nữa dành cho cầu thủ bên phía Đông Anh. Đầu tiên, trọng tài xác định đã có lỗi của các thủ bên phía Nguyễn Văn Thiểu. Trận đấu đã trôi về những phút thi đấu cuối cùng. Phòng thủ đã chủ động không di chuyển trong tình huống vừa rồi. Đường truyền của Thuận Gia Bồ là quá mạnh. Đợt thay. Vẫn là cao thủ bên phía Phan Đình Phùng. Đã có tình huống đạp bóng của cầu thủ bên phía Đông Anh. Đã phạt thành cho cầu thủ Phan Đình Phùng. Những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu giữa Phan Đình Phùng 95-98 và Đông Anh 95-98. Tỷ số vẫn đang là không đều. Rất hay. Đúng thi đấu rất nỗ lực của số 48 bên phía Phan Đình Phùng. Đây là 24. Vận Giang Bồ bứt tốc lên. Nhưng rất khó để có thể qua được Minh Tô. Phản công dành cho cầu thủ Văn Đình Phùng. Được chuyền. Cú dứt điểm từ rất xa của Long Thổ, bóng đã đập một cái bóng đỏ đi hết đường biên. Phạt góc dành cho cầu thủ bên phía Đông Anh. Tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn bên phía Phan Đình Phùng. Thank you.
là cầu thủ Đông Anh. Dứt điểm từ rất xa. Đóng rồi. Bóng được phá lên. Và đúng này, trọng tài Tiến Trọng đã nổi còi kết thúc trận thi đấu. Những phút thi đấu chính thức của trận thi đấu giữa Phan Đình Phùng và Đông Anh. Như vậy với tỷ số hòa không đều thì hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu để quyết định xem đội bóng nào sẽ lên ngôi vương trong giải bóng đá giao hữu All-in-One năm 2022. Hết sức gay cấn và tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng chờ xem loạt đá luân lưu trong trận đấu ngày hôm nay.
Xuân Lưu. Bên phía Phan Đình Phùng sẽ là người thực hiện trước. Đứng trước bóng lúc này là Long Boli. Long Boli và Hùng Thái. Long Boli. Như vậy Long Boli đã thực hiện thành công. Tình huống thực hiện tiếp theo bên phía đội bóng Đông Anh là Long Thổi. Long Thổi và Vĩnh Vịt. Chúng ta cùng chờ xem cái chân trái của Long Thổi. Long Thổi. Tình huống thực hiện penalty thành công. Hai loạt đá đầu tiên của cầu thủ Phan Đình Phùng và cầu thủ Đông Anh đều thực hiện thành công. Loạt đá thứ hai bên phía Phan Đình Phùng sẽ là Hải Bún. Hải Bún và Hùng Thái. Hải Bún. Không một sai lầm đến từ số 38 bên phía Phan Đình Phùng. Hai loạt sút của cầu thủ Phan Đình Phùng đều thực hiện thành công. Và đây sẽ là đội trưởng Thế Anh. Thế Anh và Vĩnh Vịt. Thế Anh! Tình huống dứt điểm ra ngoài của Thế Anh. Thế Anh đã dứt điểm ra ngoài. Và tỷ số Betty lúc này là 2-1 nghiêng về phía cầu thủ bên phía Phan Đình Phùng. Tình huống thực hiện thứ 3. Tình huống thực hiện thứ 3 của cầu thủ Phan Đình Phùng ngày hôm nay. Đó là cầu thủ áo số 26, Trung Bolero. Trung Bolero. Trung Bolero. Cúp công thành công. Rất hay. Trung Bolero đã thực hiện tình huống đá bên không chiến thắng được thủ môn Hùng Thái bên phía Đông Anh. Tỷ số vẫn là 2-1 dành cho các thủ đội bóng áo đỏ. Và nếu như tình huống tiếp theo sau đây các thủ Đông Anh thực hiện thành công thì tỷ số sẽ là 2-2. Người thực hiện tiếp theo dành cho Đông Anh đó là Thi Văn Đài. Thi Văn Đài. Không một sai sót đến từ số 76 bên phía đội bóng Đông Anh. Và tỷ số lúc này là 2-2. Đây là Nam Dâu. Nam Dâu và Hùng Thái. Nam Dâu, Nam Dâu thực hiện không thành công. Tình huống giữ bóng của Nam Dâu. Lợi thế lúc này lại thuộc về các thủ Đông Anh. Tỷ số vẫn là 2-2, nhưng lợi thế lúc này lại đang thuộc về đội bóng Đông Anh. Nếu như tình huống này Thạch Phốt dứt điểm thành công thì tỷ số sẽ vươn lên dành cho thủ Đông Anh. Liệu rằng Thạch Phốt có phốt hay không? Thạch Phốt! Không một sai lầm vượt tới từ số 23. Ba
3-2 dành cho các thủ bên phía Đông Anh. Và đây sẽ là tình huống dứt điểm cuối cùng, loạt đá penalty cuối cùng của cả hai đội. Và Phan Đình Phùng sẽ là cầu thủ mà áo số 8. Giang Kaka thành công. Giang Kaka thực hiện thành công. Và tình huống dứt điểm luân lưu cuối cùng bên phía Đông Anh sẽ là Hương Robot. Hương Robot sẽ đối mặt với Vinh Vịt. Hương Robot. Như vậy là chức vô địch đã thuộc về các cầu thủ bên phía Đông Anh. Các cầu thủ bên phía Đông Anh đã ăn mừng và chúc mừng các cầu thủ Đông Anh 9598. Họ đã là nhà vô địch của giải bóng đá All-in-One năm 2022. Chúc mừng Long Tổi và các đồng đội. Họ đã có những phút thi đấu chính thức thực sự là nỗ lực. Và để cuối cùng ở loạt thi đấu luân lưu, họ đã chiến thắng các cầu thủ bên phía Văn Đình Vùng với tỷ số là 4-3. Bên phía Đông Anh họ đã có tình huống dứt điểm không thành công của Thế Anh, đội trưởng. Nhưng bên phía Văn Đình Phùng, Trung Bolero và Nam Dâu là hai cầu thủ đã thực hiện không thành công. Và một lần nữa xin chúc mừng các cầu thủ Đông Anh với chức vô địch của mình. Đến đây thì buổi thực tập trực tiếp của chúng tôi cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin chúc mừng các cầu thủ Đông Anh với chức vô địch của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở giải bóng đá All-in năm 2023. We'll be right back.